Chào các bạn, tên là Tân, hiện đang là chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Thì thay mặt toàn thể nhân viên của công ty du học Tân Đại Dương, cảm ơn các quý phụ huynh và các bạn học sinh đã quan tâm và tin tưởng gửi các thư đóng góp, những câu hỏi, những giải đáp đến hộp thư giải đáp du học cùng Tân Đại Dương. Và hôm nay Tân Đại Dương sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Trước tiên thì mình sẽ giải đáp thư thắc mắc của bạn Cao Huy Lâm ở Đồng Tháp. Trong thư bạn có hỏi là em muốn đi du học Úc và người nhà ở Melbourne sẽ tài trợ hết. Và ở Việt Nam ba mẹ không có chứng minh được tài chính cho em, và ba mẹ ở quê làm ruộng, và em đang theo học năm nhất ở Đại học Bách Khoa và dự định sẽ thi IELTS vào tháng 11 năm nay. Vừa qua thì Bộ Di trú và Định cư đã công bố chi tiết những thay đổi rất khả quan cho du học sinh Việt Nam về việc xin visa du học Úc. Từ ngày 24 tháng 3 năm 2012 thì tất cả các hồ sơ du học Úc tại các trường đại học tại Úc không phải là nộp tài liệu chứng minh tài chính và điểm IELTS hoặc là TOEFL, và có 41 trên 42 trường đại học thì đang nằm trong danh sách các trường được ưu tiên này. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một trong những trường hàng đầu tại Úc với phương pháp giảng dạy tiên tiến, chi phí hợp lý, đó là trường Đại học Kỹ thuật Swinburne. Thì với 100 năm kinh nghiệm trong nền giáo dục, trường Đại học Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne đem lại cho các bạn cách tiếp cận với thế giới bên ngoài thông qua các khóa học thực tế. Thì Swinburne là học viện có nhiều cơ sở học với hơn 45.000 sinh viên, trong đó là hơn 3.500 sinh viên quốc tế. Thì vừa qua trường đã vinh dự chiếm lĩnh những vị trí thứ tư trên toàn nước Úc về lĩnh vực học tập và giảng dạy. Đây chính là kết quả nghiên cứu đánh giá cao của Ban Giáo dục, Khoa học và Đào tạo Chính phủ Úc tiến hành khảo sát. Thì hơn thế nữa, trường còn được xếp hạng thứ nhất trong hệ thống các trường đại học ở Úc về lĩnh vực kỹ năng chung, bao gồm các khả năng giải quyết vấn đề, truyền thông, làm việc độc lập, ứng dụng những kiến thức học tập trong công việc do Hội đồng Nghề nghiệp của Úc công nhận. Thì cũng như trong cuộc thi này, trường xếp hạng thứ hai về khả năng đáp ứng toàn diện của sinh viên sau khi tốt nghiệp, và xếp hạng thứ tư về chất lượng giáo dục cao. Và đây là trường đại học quốc tế, thì Swinburne luôn có mối quan hệ tốt với các trường đại học trên toàn thế giới. Trường luôn duy trì một nền tảng công nghệ vững chắc và mối liên hệ mật thiết với doanh nghiệp được hoàn thiện qua trung tâm nghiên cứu chuyên nghiệp và đổi mới của mình. Ngoài ra, những nhà leo núi vô địch của chương trình Đường lên đỉnh Olympia như là Trần Ngọc Minh, Võ Văn Dũng, Phan Mạnh Tân đã nhận học bổng của trường và hiện họ đang học tập tại trường. Tiếp theo mình xin thắc mắc đôi nét về chương trình học dựa theo năm 2011. Chương trình học Anh ngữ là thời gian từ 5 đến 40 tuần, học phí là 365 đô trong vòng 1 tuần. Về chương trình đại học bao gồm các ngành như là báo chí, khoa học xã hội, khoa học hóa sinh, khoa học phát triển game, khoa học công nghệ thông tin, hàng không, và học phí là từ 18.000 đô la Úc đến 24.500 đô la Úc trong vòng 1 năm. Về nhà ở thì trường Đại học Kỹ thuật Swinburne cung cấp cho sinh viên nhiều lựa chọn về chỗ ở, bao gồm ký túc xá của trường và thuê nhà ở cùng với người dân bản xứ. Về mức sống thì mức sống tại thành phố Melbourne sẽ tùy thuộc vào cách sống mà bạn lựa chọn, chi phí trung bình là khoảng 18.000 đô la Úc trong vòng 1 năm. Và ngoài ra, sinh viên được phép làm việc bán thời gian khoảng 20 giờ mỗi tuần trong kỳ học, và trong kỳ nghỉ bạn có thể làm việc 8 giờ trong vòng 1 ngày. Thì mọi thông tin chi tiết bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty du học Tân Đại Dương.